ngày đầu tiên thì con trai dẫn về không ưng, chỉ biết là bạn thôi nhưng mà không biết là như nào, nhưng mà vẫn biết là vậy, không ưng bà nội, bà mẹ chồng không ưng. Ủa, ghét lắm sao không? Mà nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời. Trời đất vậy luôn hả cô? Có xinh đẹp dễ thương vậy mà lúc ấy không ưng. Cách ăn mặc của nó là kiểu như thanh niên đó, mà ăn mặc không mình cũng đã không thấy ưng rồi. Sao ở hàng rất xinh luôn cô, đắp lưới tùm lum đúng không? Thế xong bắt đầu ạ, chồng nó mời bạn bè đến nhậu á, xong vào rửa chén, trời ơi nhìn mà ghét. Cái rửa chén mà cũng ghét nữa. Có rửa có ra gì như kiểu lóng có rửa bắt đầu không? Lấy chén nó không biết rửa, nó không biết rửa, nó biết làm cái gì nó ghét thêm. Thế nhưng mà cũng 7 năm, yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng. MC trên vườn chú Hương Linh. Dạ. Em chào Bích Trâm, tôi tên là Đặng Thị Thanh, năm nay 56 tuổi, đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Dạ em tên là Vòng Phối Phối, em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Em hả? Ở Long Bình Biên Hòa Đồng Nai. Nghe cái tên là, rất là lạ Vòng Phối Phối. Em người Hoa. 18 tuổi. Lấy chồng sớm làm gì? Để lời ru thêm buồn. Anh ơi, anh không được đâu, bỏ cái từ buồn ra nè. Con xạo á. Chứ duyên số 28 tuổi. Con xạo. Con xạo hết. Đấy, lâu lâu xạo giúp cho nó vui. Dạ. Ôi, ôi. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu thì mẹ chồng thấy thế nào? À, ngày đầu tiên thì con trai dẫn về không ưng, chỉ biết là bạn thôi nhưng mà không biết là như nào, nhưng mà vẫn biết là vậy, không ưng bà nội, bà mẹ chồng không ưng. Ủa, ghét sao, lắm sao không? Mà nó đi vào trong nhà cái đi ra đi vào chào bác không trả lời. Trời đất vậy luôn hả cô? Có xinh đẹp dễ thương vậy mà lúc ấy không có ưng. Cách ăn mặc của nó là kiểu như thanh niên đó, mà ăn mặc không mình cũng đã không thấy ưng rồi. Sao nó ở hàng rất xinh luôn cô, đắp lưới tùm lum đúng không? Thế xong bắt đầu ạ, chồng nó mời bạn bè đến nhậu á, xong vào rửa chén, trời ơi nhìn mà ghét. Cái rửa chén mà cũng ghét nữa. Có rửa có ra gì như kiểu lóng có rửa bao giờ đâu, chén nó chén không biết rửa nữa. Nó không biết rửa, ghét thêm, nó không biết làm cái gì nó ghét thêm. Thế nhưng mà cũng 7 năm, yêu 7 năm nhưng mà ông vẫn không ưng. Kỳ lạ rồi. Nghe xong bảo là không biết làm sao, mà nhà thì có bốn chị em, chị lớn, rồi đến chồng nó, rồi hai bà cô nữa, mà không biết làm sao dụ được hai bà cô. Hai bà cô hỏi mẹ có ưng chị Phối không? Chị Phối được không? Mẹ không thích, mẹ ghét lắm. Cái thằng em họ á, mà nó hay chơi với chồng nó, em họ nhá, nó hỏi bác ơi bác, chị Phối, bác có thích chị Phối không? Không, tao không thích, tao ghét lắm. Lúc nào cũng vậy, nó hỏi hoài. Thế nhưng mà vẫn ghét. Càng hỏi càng ghét. Càng hỏi càng ghét. Yêu 7 năm cũng ghét. Cả nhà mình chịu rồi mà cũng muốn mình mẹ khó quá. Đấy nhưng mà lúc ấy mình kệ nó rồi. Chắc là mẹ thấy mặc đồ tắm gì mẹ mới ghét. Dạ. Chứ tới nhà mẹ quá. Tới nhà đồ cọc quá đúng không? Đồ cọc là xác luôn rồi đó, xác rồi ria rồi kim lúm đúng không? Nó ngắn lên đây này, đến nhà lễ dài. Đâu, lúc là đầu tiên là em mặc đồ dài, mà về chắc về sau như thế nào? Mặc nhiều lần luôn. Nói thôi mẹ luôn. Nhớ nhắc luôn rồi nhiều lần luôn kìa. Rồi bây giờ em nè, ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng như thế nào rồi? Biết mẹ chồng ghét mình không? Lúc mà em quen bạn trai em á, là quen cũng lâu rồi, mà kêu về ra mắt em cũng ngại, em sợ. Tại vì văn hóa của em khác, giống như nhà em người Nam. Rồi bên mẹ chồng em là, nhà chồng là người Bắc. Em sợ người Bắc lắm, tại nghe tiếng là người Bắc khó tính. Đâu có đâu, người nào cũng vậy, có người này người kia. Dạ. Chứ mình cứ nghĩ về hoài tội nghiệp người ta. Rồi em tới ăn cơm với gia đình á, lúc đó em ăn rồi không dám nói chuyện, thì bác hỏi thưa chuyện với bố chồng. Có mẹ chồng là kiểu ít nói lắm, lúc đó em sợ lắm, tại vì không dám nói chuyện với ai hết á. Nhà chồng em là người Bắc khác, cái văn hóa của em là giống nhà em là ăn cơm mỗi người bới tô ăn, không có ăn chung với ai hết á. Ăn cơm xong mỗi người bới tô, đang ngồi phòng khách coi tivi, ăn xong rồi đem đi rửa. Còn đây là mẹ chồng em là bên người Bắc đó, là cơm á là để hết lên bàn, giọt quá trời chén đổ ra luôn. Là lần đầu tiên tới là em bị ngộp, em thấy vậy em bị sợ, kiểu như là nó khác văn hóa mình quá, tự nhiên ngồi đâu rồi mỗi người một cái đũa riêng, không được gắp chung giống nhà em thoải mái ở gắp như bớ như tô, cái xong mình đem lên ngồi ăn, vừa ăn vừa coi phim. Đũa mà để gắp đồ ăn á? Dạ, mỗi người một cái đũa riêng, cho nên đũa chén được đầy hết quá trời luôn. À, đũa gắp đồ ăn là riêng, còn đũa để mình ăn chén của mình là riêng nữa. Đó là vệ sinh đó. Dạ. Tuy gia đình nhưng mà
cái môi mà múc canh á là múc vô mình ăn chén đũa muỗng của mình. Yeah. Nhưng mình múc á là phải múc chứ không phải mình là cứ thọt cái đũa của mình vô. Dạ, đúng rồi. Đó. Không phải an toàn thực phẩm trong mỗi gia đình mà cái này cần phát huy. Lúc đó là tại vì nhà con là mỗi người một tô là nó nhanh lắm, ăn cơm là chồng khều khều không à, tại vì ý là phải gắp ăn đũa riêng. Con không có lần đầu tiên thì con không quen biết rồi. Mình quen rồi cứ lụm thôi. Dạ đúng rồi, phải mời là bên nhà con này không có mời. Ừ. Là cái văn hóa nó khác gì nữa. Là con có mời tới nhà đây thì con phải mời. Con mời ăn cơm, mình đáp ăn cơm, con mời hết từng người luôn. Có bao nhiêu người mời hết luôn? À dạ con mời bác trai, dạ con mời bác gái, dạ mời anh hai, mời chị hai. Dạ con mời bác trai ăn cơm. Mới mời gì? À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ con mời bác trai ăn cơm, mời bác gái ăn cơm, mời anh hai ăn cơm, mời chị hai ăn cơm, mời anh ba ăn cơm, mời chị ba ăn cơm, mời ngồi cái hết giờ luôn, cơm nguội luôn. Thật ra là cái đó nó không đến mức như thế. Đúng rồi. Nhưng mà này mình minh họa cho nó hơi quá chút thôi. Tội nghiệp cô dâu ha. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu từ cái lúc ghét đó đó rồi 7 năm mới cưới hay sao, hay là cưới bao nhiêu năm thì cưới? 7 năm mới cưới. À, vậy là bây giờ mình về mình ở chung với nhau được bao lâu rồi em ha? Gần 2 năm rồi chị. Hơn 2 năm. Một chút rồi thôi. Con năm nay, con bây giờ đã hơn 1 tuổi rồi. À, con trai hay con gái? Con gái. À, 1 tuổi rồi hả? Vậy là 2 năm vừa qua thì nó làm dâu được không? Nó có biết làm gì được. Nuôi con biết nuôi. Đưa mẹ đẻ đến nuôi con dùng. Ừ. Nó chỉ có biết xanh như vậy. Biết xanh thôi vậy đúng không? Cái này chắc không binh được rồi. Cái này căng quá, em thấy hơi căng quá. Là hai bà xu ở chung nhà hai luôn. Hai bà xu ở chung nhau nhưng mà chưa bao giờ cãi lộn nhau, cười không à. À. Rồi nó có nấu cơm, nấu nước rồi giặt. Không, không có làm gì hết, nhà có người giúp việc. Sao em? Nghe nghe mẹ nói vậy em nghĩ sao? Thì cũng là nó vậy thiệt. Tại vì hồi xưa là lúc mà chưa dịch đó là công việc của em mà cũng hai với chồng hay đi ra ngoài suốt vậy đó. Ừ. Nhiều khi về là cũng đâu có thời gian đâu nấu. Cho nên lúc mà lúc mới về rồi hay kiểu thể hiện rồi cũng hai vợ chồng chở đi chợ, về làm này làm kia cho mọi người ăn, rồi tổ chức ăn cơm, rồi mua này mua kia về làm nấu lên vậy đó. Nhưng mà về sau mấy chị em vào làm chứ không phải nó làm nhà. Cũng hồi xưa là mẹ em, rồi mẹ em nấu hết nhà, không có cho làm gì hết á. Cứ ăn cơm mà bê lên tận giường em ăn. Ừ. Em ăn xong em để đó rồi mẹ em dọn đi luôn. Cho nên cứ thành thói quen rồi. Cái về đây là cũng sợ phải học hay này hay kia để nấu. Mà nói chung là chồng em nấu ăn giỏi. Ừ. Rồi chị chồng là em, mấy đứa em chồng nó cũng xuống phụ không mà. Nhưng mà mình đứng trong bếp không biết làm gì, tại ăn cũng làm hết trơn rồi. Giờ mình đứng mình lúng túng thì cơ hôn mọi người cứ làm xem đi. Mọi người làm rồi. Lại gia đình làm chứ. Dạ. Nó cũng làm mà tại không cho nó làm thôi. Coi thôi chứ. Lấy vô mình dành làm. Không, ăn cũng nhiều tại khi... gia đình cũng phải vô dành làm chứ. Có dành không? Em dành rửa chén. Dành nhưng mà không có. Rửa chén. Không bao giờ bực nó la nó. Chưa bao giờ la. Ghét nó thật nhưng chưa bao giờ la mẹ. Ủa nhưng mà lúc đó con biết là lúc con về làm dâu rồi con biết mẹ con vẫn còn ghét con không? Không, lúc đó không có nói. Không có nói, cứ im im. Không nói gì nữa hết ấy. Lúc đó không có nói, về sau thân rồi mẹ mới nói, lúc đầu mẹ không thích, mẹ ghét vậy. Về sợ ở rồi tiếp xúc rồi mẹ thấy kiểu tình cảm nó nhiều hơn. Rồi con có nói hỏi mẹ con là lý do gì mẹ ghét con không? Hỏi mẹ cũng kêu là thích thì ghét vậy đó, nhìn thấy không thích là ghét. Không thích thì ghét thôi. Lạ nhỉ. Mình có một kỷ niệm nào đó mà xúc động giữa hai mẹ con không? Không có cái gì cả. Không có đụng một cái gì hết. Có mỗi là nó sanh về là bế nó lên trên đầu ba. Bà nội. À, bà nội á là... Ô bế à? Dạ. Là lúc em mới sanh, em sanh thường là lúc nhà em đang sửa này phải đi từ dưới hầm lên. Mà đi hầm lên là lên lầu 3 là 4 cái cầu thang, 4 bậc. Sợ đi không được tại vì mới sinh xong về. Đi được không? Thôi để mẹ bế lên. Mẹ bế một từ dưới tầng hầm lên tới lầu 3 luôn. Wow. Mà chồng em bé còn chắc không biết chưa nổi chưa. Mẹ chồng em khỏe lắm. Có bao giờ á mà gọi là mẹ chồng chăm sóc cô dâu cái gì ngoài chuyện ẵm con lên lầu không? Bà ngoại chăm hết rồi. Ngoại chăm hết hả? Được cái nhà bà em tâm nhà tâm lý lắm. Ngoài à. Bố chồng với mẹ chồng nói là tại giờ mình mới sanh lần đầu tiên không có kinh nghiệm, mà giờ giúp việc thì cũng không có kinh, cũng không có yên tâm, nhà thì kỹ nữa, thì thôi cho mẹ về mẹ gần gũi hơn. Bà ngoại quá. Sợ. Thưa bà ngoại quá. Bây giờ thì em phải chia rẽ mẹ chồng nàng dâu ra. Bây giờ mời con dâu qua bên đây, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau những cái chuyện mà rồi em ngồi đây nha. Hồi nãy chị có nghe mẹ nói là trong cái quá trình mẹ mới sinh xong
là phải kiên cử là không có được ở lạnh này kia. Mà sao mà mẹ nói mà em không nghe vậy? Không có nghe. Là trong phòng em mà lúc nào cũng em bỏ 24-25 độ thôi là phòng mát mát rồi. Mỗi lần mẹ vô phòng em thấy phòng em là cứ bỏ lên 30 độ luôn. Lấy nón, lấy vớ, chùm kính quấn em bé lại như là một cái cục vậy, như một cái cục vậy đó. Mà em thì kiểu hiện đại hơn là em có tìm hiểu trên mạng rồi đi khám, bác sĩ cũng kêu là cho nó thoải mái. Nhiệt độ con nít bây giờ nó tăng cao hơn mình mà, cho nên cứ để cho nó mát rồi đừng có bao tay bao chân nó nhiều quá. Mà mỗi lần mẹ chồng vô, mẹ chồng cứ bao tay bao chân, đội nón vô. Thế rồi em cũng để cho làm xong mình mẹ đi ra là em tháo hết trơn. Trời, dễ đúng hả? Dạ. Rồi cái tháo hết đồ của con ra luôn. Chừng nào mẹ gần lên là mặc vô lại. Em sao biết được mẹ chừng nào mẹ lên? Em có camera. Thôi rồi, thiệt luôn, vậy luôn hả? Dạ. Giống như là đối phó mẹ chồng vậy. Dạ, tại vì cho mẹ vui, tại chị chồng em cũng tâm lý lắm. Chị chồng em cũng nói là giờ con của mình muốn chăm theo cách của mình. Nhưng mà nhiều khi mẹ là kiểu thời xưa mẹ muốn cũng chăm sóc, cũng lo lắng cháu theo kiểu khác. Trước mặt mẹ thì dạ, mặc vô, xong tí mẹ ra thì em tháo ra hết. Rồi cái chuyện này mẹ có biết không hay là bữa nay lên chương trình mẹ mới biết? Dạ không biết. Rồi ngồi bên kia là thế rồi đó, chết rồi đó. Bữa nay về là thế nào cũng ghét nữa cho con nè. Trong cái quá trình mà mình làm dâu của mẹ đó, cũng có một kỷ niệm nào mà nó đáng nhớ không? Hay là hai mẹ con là đó giờ là chưa cãi lộn với nhau lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà có cái hiểu lầm nào không? Dạ không, mẹ em vô tư lắm, kiểu như ai mà không hiểu tính đó, nghe nói vậy là thấy buồn. Mà kiểu em ở lít rồi quen rồi, em quen em nói cái gì thôi, cái xong ngày mai mẹ em lại không nghĩ hết. Mẹ chồng hay nói chuyện với em lắm, giống như em bực mình chồng em gì là em ngồi em nói chuyện với mẹ. À, em kể hết mẹ. Dạ, em kể hết mẹ em nghe em đỡ bực. Cũng kiểu mẹ hôm nay ăn như vậy sao, em kể hết mẹ nghe. Rồi chồng đi chơi đâu em về mét mẹ em. Rồi những cái lúc mà mét mẹ như vậy rồi mẹ bên em hay là bên chồng? Mẹ bên em. Mẹ nói là thôi bây giờ để em nói nó bớt đi lại đi, con cái này kia rồi. Với mẹ em được cái là chồng đi đâu bắt đi theo đó vậy đó. Chồng đi đâu phải đi theo, vợ phải đi theo đó. Còn chỉ là bây giờ họ không đi theo là mất chồng á, nghe chưa? Còn chỉ vậy đúng sợ hả? Sợ vậy, sợ đi ra mẹ rồi, nói. Rồi ví dụ như chồng em đi nhậu có không, lẽ mẹ chồng cũng kêu là đi nhậu theo với chồng luôn? Em đi nhậu theo chồng luôn. Trời ơi vậy luôn dạ. Hả? Chứ hồi trước là em ở nhà em không đi á. Sao không đi? Không đi giờ ra ngoài nó nhậu nhẹt rồi bạn bè rồi rượu thái vú rồi họ rồi mất công lắm, nó phải đi. Lần sau là phải đi chung, không được để chồng đi một mình nhá. Đẻ mới đẻ xong được 3 tháng mấy, chồng đi công tác đi đâu á, đi theo đi để con ở nhà hai mẹ hai bà chăm. Cứ đi đi. Rồi đi luôn, cho đi hết vậy đó. À, cũng hay ha, mẹ chồng rất là tâm lý luôn á. Tâm lý cái gì? Dạ. Bây giờ tôi hỏi bên đây nè, là làm gì nó hay giấu mẹ chồng, không cho mẹ chồng biết. Được không? Mẹ chồng biết không? Biết chứ. Biết hết. Không nói. Biết hết không, hả? Không nói cho nó biết thôi, nhưng biết hết. Biết hết hả? Nên nói cả mẹ đẻ thì hai mẹ con nó không nghe. Nhưng mà không nghe thì thôi kệ. Hình như là con bé nó hơi bướng đúng không? Đúng không? Bướng thì bướng lắm. Có khi nào mẹ chồng bực quá bởi vì cái bướng của không, nó không? Nó bướng thì bướng, nhưng mình tự mình phải là cho nó một khuôn khổ nhẹ nhàng dần dần. Chứ mình không phải bướng mà mình la mình chửi nó. Nhưng nó không vô khuôn khổ thì sao? Phải vào khuôn khổ. Nãy nói là mẹ cưng con trai nhiều hơn. Có lần làm dâu buồn luôn đó. Không, không bao giờ làm dâu buồn. Không. Nhiều khi nó buồn mà mẹ chồng không biết không? Không. Không làm cho nó buồn, nhưng nó có buồn với chồng nó thôi. Buồn với chồng nó mình biết chứ. Trai đi nhậu rồi kêu con dâu đi theo làm gì? Đi theo nó bảo vệ chồng nó. Đáng lẽ chồng nó phải bảo vệ nó chứ. Không, đi nhậu rồi say xỉn, có vợ bên cạnh nó đỡ. Đây, anh Linh, đây. Nghe cô dâu bên đây nói nè, sao? À, chồng của em như em bé phải không? Không, ý là mẹ em coi, nhiều khi có cái câu nói mẹ chồng em thì giờ chững chạc trong nhà lắm, nhưng mà mỗi lần nghe mẹ em nói như là kiểu là em bé vậy đó. Thì sao? Con phải lo chồng ăn đúng giờ, đừng có bỏ cái lạnh, họ lạnh quá chồng bị xoang. Rồi họ phải cho, đừng cho nó uống cái này, đừng cho uống cái kia, mà chồng em lớn rồi, em không cho đâu được. Đúng rồi, nhiều khi mình quản đâu được mấy cái chuyện đó. Dạ, mấy cái kiểu là con đừng cho nó nhậu nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe lắm, mà chồng em thích đi nhậu, em muốn ở nhà còn không được. Có lớn cỡ nào thì cũng là con của ba mẹ thôi, cho nên mấy cái đó thì không sao, em thấy cũng mắc cười. Tức là mẹ chồng á là muốn con dâu mình phải chăm chồng của nó. Đúng rồi. Giống như là mình chăm ngày xưa vậy đúng không? Chồng của nó giống như mình thương con của mình vậy đó. Mình huấn luyện nó chăm sóc cho chồng. Rồi trong nhà nó mới êm. Trong ấm ngoài êm, trên thuận mới dưới mới hòa. Nó mới thương chồng, nó chăm cho chồng nó thì mới êm. Đúng rồi. Có bao giờ vậy chứ, có bao giờ mẹ nhắc con trai của mẹ là con phải chăm vợ, con phải lo cho vợ con này kia không? Thế vợ chồng nó phải lo chứ mình nhắc làm gì? Không có nhắc. Không, vậy cái đấy không có nhắc. Vậy sao mình nhắc vợ nó phải lo cho thì, nó? Thì vợ chồng thì quan trọng người vợ mà.
trong gia đình có êm hay không là do người vợ. À, chỉ nhắc vợ thôi, khỏi nhắc chồng. Chỉ nhắc vợ là được rồi. Rồi cái chuyện mà con dâu nó chăm cháu của mình nó được không? Thì mẹ chồng, mẹ vợ chăm rồi. Mẹ chăm hết. Mẹ vợ chăm hết. Mà nó có theo mẹ nó mấy đâu. À. Bây giờ bảo thôi, cho nó ở về phòng đi, nó còn quen quen dần dạo này thì cứ thấy con nó mới gần gần nó. À. Còn mà bây giờ vẫn làm bà ngoại là nó vẫn theo bà ngoại nhất. À. Vậy là hiểu rồi ha. Thôi bây giờ là thôi mẹ con về đây đi. Cái mẹ không nói thôi, để ra từ từ nó sửa. Thấy chưa? Con nghe mẹ nói chưa? Mẹ không nói thôi chứ gì mẹ cũng biết hết trơn. Có bao giờ nằm tâm sự với mẹ? Có, nói nhiều lắm. Mỗi lần chồng đi nhậu là nói chuyện mẹ không à. Đó, đây là một cô gái hiện đại. Mình rất là giỏi ngoài xã hội. Mình giỏi ngoài xã hội, mình là kiếm tiền, mình kinh doanh này kia. Nhưng mà về nhà thì mình mệt quá rồi, cũng hơi đau lo mấy chuyện đó, đúng không? Luôn. Chú Quỳnh Linh ạ, à, dạ. Giỏi gì thì giỏi, phải biết cách sống. Dạ. Cách sống là trên hết. Biết đối nhân xử thế, hài hòa trong gia đình. Hay quá. Dạ. Nhưng mà mẹ chồng là sống, tại vì sống mình làm gương cho nó theo. Dạ. Thì mình phải sống như nào, mà cái gì mình cũng chấp nó. Mình chỉ nó dần dần. Bây giờ hôm nọ mới nói là con, thỉnh thoảng con xuống có khách thì con phải xuống, con như này kia. Thế con xuống con chẳng biết cái gì. Đấy, à, là mình không ấy, mình cũng phải ở sốt sáng, mình chỉ cho người ta làm này làm kia. Nhưng mà mình cũng phải làm những cái món này món kia, mình học dần dần dần. Bây giờ nhá, trước đây á, thì như vậy thôi, nhưng bây giờ con á, mẹ con nuôi con cho con như vậy. Nhưng sau con phải học, để con sẽ cầu trước bắt đầu cầu sau bắt đấy. Dần dần, chứ không phải mình bắt nó làm ngay một lúc. Nhớ nha Trâm. Dạ. Yeah. Cầu trước bắt sau, cầu sau bắt y vậy nha. Sống trong cùng một cái gia đình thì bây giờ là con của mình là tính hết như thế nào là mình biết hết rồi. Vậy thì cô có mong muốn là con dâu của mình nó thay đổi như thế nào không? Bây giờ con có cái như này này, chưa nói ra này. chưa nói nguy hiểm. Tính của nó rất là nóng lắm ấy. Có một lần chồng nó đi nhậu, nó làm rầm luôn. Mẹ nó nói không được. Thế là mẹ chồng phải lên tiếng xoa dịu đi. Cái lúc đó mới biết là nó dữ. Đập đồ đúng không? Nó nóng lắm, không có đập đồ nhưng mà cái miệng nó hét ấy. Nó nóng tính. Bây giờ mẹ chồng chỉ muốn là nó thay đổi cái tính nết, hài hòa. Đấy, đấy, nó là mỗi cái đó thôi. Cái tính nó rất là nóng. Với sau này cũng cái vụ đó thì bố lúc đó, cũng lúc đó nha, bố nó điện thoại cho bà nội. Thì bảo giờ bố nó cũng thay đổi rồi. Bây giờ nó nóng tính lắm. Bây giờ nhờ bà nội. Đấy, hôm ấy là nói đó thì mới biết được là tính nó nóng. Nhà nó cũng nói với bà nội hết rồi. Cũng từ đó mà ra. Thế nhưng mà bây giờ là thấy nó đỡ rồi. Xinh đẹp. Biết thay đổi rồi. Nhưng mà lý do tại sao rồi. Mà lúc đó mà chồng đi nhậu, tại vì cũng đi nhậu thường xuyên đúng không? Mà tại sao đợt đó? Lúc đó là em mới sanh. À. Mới sanh được có chưa tới 2 tháng nữa là chồng đi nhậu mà đi nhậu đi xa em không thích. Tại em kêu về rồi em không muốn cho đi vậy đó, nói nhỏ nhẹ em nghe rồi cứ kiểu phải đi vậy đó. Cái đó em mới bực, em mới lâm sụp. Lúc mình mới sanh đó mình. Mà lúc đó là có là chồng ở đó luôn phải không? Dạ chồng ở đó. Là đã đi rồi. Đi chồng rồi. Đi rồi. Ý là kiểu giờ mình ở nhà với con mà mình chồng đi vậy không chịu, thà ở nhà không làm cũng được. Không bé con không chơi, tại vì nó còn nhỏ, nó chưa biết chơi gì. Ở nhà cũng được, không cần phải làm hết, mà tiện giờ đi cũng không chịu. Lúc đó bất chấp là mẹ chồng mẹ ruột vậy luôn đúng không? Dạ. Em gọi điện thoại cho chồng bây giờ về lắm. Không em la chồng vậy đó. Em la trong điện thoại cái mẹ, lần đầu tiên em la trước mặt mẹ chồng em luôn, là em la. Thế nó la tới dữ luôn. Lần đầu tiên em la. Đó giờ toàn giữ kẻ không mà cứ làm nói chuyện cũng là nhẹ nhàng với mẹ đó. Bữa đó là bực quá mà không biết làm cái gì, cái tiện nói mà có mẹ chồng ở đó luôn. Chắc mẹ chồng cũng hết hồn. Rồi thôi bây giờ mẹ chồng muốn nàng dâu bỏ đi cái nóng tính đó để hòa hợp với mẹ chồng chút xíu, luôn nóng mẹ chồng cũng lo đúng không? Nó cứ càm nhàm là chồng nó ghét. Càm làm là bệnh, căn bệnh trầm kha của phụ nữ mà. Nhẹ nhàng với chồng nó đi. Bỏ càm làm nhẹ nhàng được dạ, không? Dạ, cô nói như vậy con cũng nhột quá cô ạ. Dạ, con cũng càm làm dữ lắm. Mà nhiều khi là con còn nóng tính hơn cả bé nữa. Nóng giận thì mới khôn mà. Dạ. Lẽ ra nó không đi nhưng mà nóng nó càng đi nữa. Nóng quá đi luôn. Đi luôn đó. Bớt nóng được không? Bớt càm làm được không? Hứa với mẹ chồng đi. Rồi hứa đi. Có mẹ chồng bên cạnh, lúc nào cũng bên cạnh ấy, không có đi đâu đâu. Đâu hứa đi. Đấy. Mỗi lần em nóng tính xong là 2-3 ngày sau là tự thấy là thôi giờ mình phải được. Giờ chồng hết đi nhậu là con bớt hết nóng. Không có. Mình do mình ấy chứ đừng nói chồng bớt đi nhậu nha. Cái đấy không đúng đâu.
do mình hết, mình cứ nhẹ nhàng đi là chồng nó không có đi, mà mình càng ấy là nó càng đi cho mà biết. Con cũng lấy chồng rồi, chồng con cũng ham nhậu dữ lắm. Không hiểu sao nha, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, đi đòi nợ cũng nhậu, đi gặp khách hàng cũng nhậu. Nhiều khi nói hoài à, nói từ á hả, mình chuyển giọng từ mà hả sư tử, mình chuyển qua tới con mèo, mèo mới mèo mèo nhẹ nhàng dễ thương, cũng không chịu luôn. Thì lúc này tức nước vỡ bờ thôi mẹ ơi. Cái này chị đồng cảm với em nha. Sao càng làm hoài thì đàn ông người ta khó chịu, người ta phải đi nhậu đó, cho nó bớt buồn thôi chứ. Mình ví dụ như càm ràm thì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, kêu ừ thôi vợ, vợ đừng có càm ràm chồng nữa hay sao, như thế nào. Còn này người ta mới sinh có 2 tháng à, bỏ người ta ở nhà đi nhậu. Nói hoài bà càm ràm hoài, tôi phải đi nhậu thôi. Đi nó đi nhậu một cái là nhìn cái mặt nó ghê lắm chưa. Nữa. Không được cái mẹ cháu nói mà mị thôi chứ cũng tâm lý lắm. Là lúc em mới xong nó làm có làm tiệc nhỏ nhỏ đầy tháng cho bé, thì chồng làm xong hết, đón khách xong hết rồi đòi đi nhậu. Mẹ em trên phòng em nghe mẹ ra ôm lại, lúc mình say rồi, mình say rồi bạn bè đủ đi đâu biết nữa. Em mở kiểu để em nghe coi vụ gì, tại vì ở dưới nó nói cho nên to nó nghe. Thôi con đừng có đi, không được đi. Mẹ nói nó nghe không, không được đi. Bây giờ vợ mới sanh là đi nữa không có được. Nghe lúc mà nhiều khi nói với mình thì mẹ nói khác, nhưng mà sau lưng mình thì mẹ quan tâm mà mình không để cho mình biết. Đây đây đây. Nhiều khi em ở trên lầu 3 mở sanh xong ở cửa trên đó, mẹ chồng bê một cái mâm cơm lên, lúc nào cũng bê lên. Trời đất ơi. Bê lên cho anh. Bê lên mẹ khỏe lắm. Hôm nay thì con có muốn mẹ chồng thay đổi điều gì không? Giờ muốn mẹ chồng là kiểu như biết thương yêu bản thân của mình hơn thôi. Hồi xưa mình khó khăn rồi mình tiết kiệm không sao. Bây giờ mình có điều kiện rồi thì mình cứ sống cho thoải mái, cho nó vui vẻ thôi. Nhiều khi mẹ chồng bị hơi tiết kiệm. Bây giờ mẹ tiết kiệm thì thôi em đừng tiết kiệm giùm mẹ, thì em mua cho mẹ. Đúng rồi. Em thấy cái gì mà mẹ xài cái đó hoài hoài mà mẹ không chịu bỏ mình nó cũ rồi thì đi mua. Đâu cũng phải khuyên các con phải tiết kiệm, càng ngày càng khó khăn. Tiết kiệm nhưng mà nhiều khi em mua quà đừng có lãng phí. Cũng lấy nhưng mà sau lưng đi nói là này con dâu mua khoe để em nghe em thích. Tự hào em nghe em thích là nhiều khi em cho em mua cho này mua kia không có nói gì hết á. Hôm nay thì mẹ con đem đến câu chuyện khá thú vị đó, thật ra là rất là thú vị luôn. Cảm ơn gia đình rất là nhiều, chúc cho cái mối lương duyên này mãi mãi hạnh phúc như thế, hiểu nhau, yêu nhau, thương nhau như thế. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Bích Trâm, xin chào quý vị khán giả xem đài. Tôi tên Nguyễn Ngọc Diễm Hằng, là mẹ chồng của Yến Nhi. Năm nay tôi 52 tuổi. Dạ, con nghe em giới thiệu về mình đi. Dạ, con chào chú Quyền Linh với chị Hồ Bích Trâm. Em là Đoàn Trương Yến Nhi. Thì năm nay em 26 tuổi. Em làm dâu mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, con làm dâu mẹ được 4 năm rồi. 4 năm. Con có cháu nào chưa? Dạ, có một bé năm gần 3 tuổi. Trai hay gái? Dạ, trai. À, con trai. Như là 4 năm trải qua chắc cũng có rất nhiều chuyện chia sẻ đây. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu xinh đẹp này thì mẹ chồng thấy ấn tượng điều gì? Cũng như mình là công ty mỹ phẩm, rồi mình quen biết với ba mẹ của bé Nhi á, là đại lý của công ty. Rồi đi xuống bán hàng, giao hàng, rồi rủ đi ăn, rồi cứ gặp cháu Nhi. Rồi cũng nói chuyện qua lại xong rồi thấy cháu đẹp gái quá. Rồi xin mẹ của bé Nhi là cho cháu làm đại diện của mỹ phẩm, hình in lên hũ kem là biết cho cháu từ đó. Từ lúc làm đại diện xong rồi là đại diện luôn đúng không? Muôn đời đúng không? Nói chung hai đứa nó quen nhau mình không có không biết luôn á. Giống như hai bên xu gia, cái mình đi mình dắt con trai, còn bên kia dắt con gái. Rồi tụi nó quen nhau, tụi con quen nhau cũng lâu á. Rồi coi như là quen từ lúc mà làm đại diện thương hiệu ha. Dạ, thật ra là trước đó mẹ xuống là hồi 2008 là mẹ xuống là chỉ gặp nhau là biết mẹ vậy thôi. Sau đó rồi mẹ dẫn anh đi, anh chồng đi gặp nhau, hai anh em thì gặp nhau thì nghĩ gặp nhau chào nhau nói chuyện thôi, cái nói chuyện lâu dần cái quen. Lâu dần cái tặng mỹ phẩm. Xong rồi anh Quyền Linh biết không, mà là lúc mà Trinh là bên công ty với họ chị có hay gì không? Hai đứa đính hôn trên Facebook á. Vậy hả? Đính hôn Facebook trước luôn hả? Lúc mà nó là mẹ không biết luôn. Không, dạ, ý là giống như là qua lại tụi nó quen tuổi học trò thôi chứ không biết. Dạ. Nhưng lúc đó con ấn tượng điều gì với mẹ chồng? Lúc con gặp là con có nói với mẹ con là mẹ ơi sao mà mẹ cô Hằng đẹp gái quá à, xinh lắm. Lúc mẹ hồi 2008 mẹ xuống á, kiểu như lúc đó mình đâu có tiếp xúc với nhiều người đâu. Con đi học về thì con thấy giống như danh nhân thành đạt mà xuống gặp cái mình hết hồn, cũng kêu khen quá trời luôn á. Để ý bé Nhi rồi trời ơi thấy đẹp gái gì hết luôn nữa.
với lại nó Na Thùy Mị. Mà hai con trai thì nó ở Sài Gòn, còn bé này ở dưới quê. Nhưng mà em là quê ở đâu? Dạ, ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đó phải là quê. Dạ, cũng gần đây mà sinh sống tại Vũng Tàu. Dạ. Ở quê tôi mới là quê. Và ở dưới ruộng mới là quê. Con của Ngỡ cũng quê nè. Đúng quê luôn nè cô. Quê Bích Trâm ở đâu? Dạ, con Quảng Ngãi. Ở Quảng Ngãi. Dạ. Rồi sau đó thì bao nhiêu năm sau thì mình mới cưới dâu? Tính ra chắc cũng 4-5 năm gì mới cưới. Hai đứa con nó quen nhau cũng 9 năm hả? 8-9 năm. 9 năm rồi. Như vậy là cái gọi là sự quen biết nó cũng rất là lâu. Dạ. Trong thời gian quen nhau thì cũng về nhà mẹ chồng này kia chơi đúng không? Đúng rồi. À, lúc đó mình cũng chưa không có nghĩ là con dâu. Dạ. Tại vì con trai hồi lúc cò ấy là nó cũng đã cũng có người yêu trước. Cũng quen bữa học trò luôn á. Vậy đâu nhút nhát gì đâu đúng không? Không có nhút nhát, nói chung là vậy giống như nhà vậy thôi đúng không? Giống như trong nhà, nói chung thân lắm. Từ từ đó tới sau có mẹ có trả tiền đại diện mỹ phẩm. Dạ không, mẹ nuôi suốt đời. Chứ lại đại diện suốt đời cho mẹ luôn bên mỹ phẩm mà. Lúc trước là còn trả tiền cách thuê ha. Sao quen quen cái biết vô tương lai cái nhính lại ha. Từ 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 để dành từ đám cưới. Sao vậy làm dâu thôi khỏi luôn. Rồi sau đó mình về làm dâu. Dạ. Làm dâu nó có khác mà khi mà mình về chơi như lúc trước không con? Dạ thật ra là con với mẹ không có làm dâu. Tại vì con về con chơi với gia đình 1-2 ngày xong rồi tụi con ở riêng. Cho nên tụi con không có ở chung. Cho nên về chỉ có chơi mà về thì mẹ không cho làm gì hết á. Mẹ làm không? Cưới xong là mẹ mua nhà cho ở riêng luôn. Dạ, có nhà trước là cho luôn. Có nhà trước, mua trước luôn cho. Bây giờ là cho công ty luôn á, để cho hai đứa con nó tẩy ở đây đi công tác suốt à. Đi có khi một tháng mới về là cái khi tuần thì con nó về chơi thôi. À, tại vì ba mẹ cũng muốn về là ở nhà nấu cho con dâu ăn chứ. Là mẹ chồng nấu cho con dâu. Từ ngày dịch đó là con dâu nó giỏi lắm luôn, nấu đồ ăn ngon. Từ ngày nhờ dịch á. Con dâu lo lắng cho mẹ điều gì? Nấu ăn nè, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, chăm sóc sức khỏe nè kia. Hay tôi quan tâm điều gì nhất? Dạ không, không không có, tại vì nói chung là con nó dâu nó có đứa cháu nội á nhỏ rồi nó lo cho con nó không thời gian đâu. Ở đây nấu đồ ăn cho con. Với lại anh Linh biết sao không? Bận làm đại diện mỹ phẩm rồi. Sau đó thì coi như không có làm dâu luôn. Con ở chung mình giống như kiểu mình ở Sài Gòn lâu lâu mình về chơi với mẹ 2-3 bữa rồi. Nhiều lắm là 1-2 tuần là đã đi lên lại rồi thì ở nhà phụ mẹ làm rồi mình phụ. Nhưng mà con không có nấu chín. Ủa nhưng bây giờ là mẹ chồng ở đâu? Dạ mẹ ở Long Hải. Ở Long Hải. Dạ ở Long Hải. Dạ ở Long Hải. Còn con dâu thì ở Sài Gòn ở chỗ Bình Tân á. À, giống như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là con dâu cũng cùng tỉnh luôn. Cùng tỉnh luôn. Con dâu là ở Bà Tô. Khác huyện. À khác huyện. Rồi bây giờ là lấy nhau về thì con dâu nó chỉ ở Long Hải mấy ngày thôi. Nó lên Sài Gòn. Sau lâu nó về mấy ngày thôi. Dạ. Thì trong những cái ngày con ở chung mẹ chồng con làm gì? Dạ thì con chăm con, chủ yếu là con chăm con với lại con phụ mẹ. Giống như mẹ kêu Bé Nhi làm này cho mẹ, Bé Nhi làm kia. Hay là con hỏi là mẹ có gì không để con làm phụ mẹ. Mẹ con á là thích hoa, thích trồng cây. Sáng dậy là mẹ mấy cái ngày giờ dịch nó không có làm đi công tác thì mẹ ở nhà là cứ sáng xuống, 5 giờ sáng xuống bắt đầu mẹ ra vườn. Mẹ trồng hoa, mẹ tưới cây rồi mẹ cứ ở cái vườn mẹ cứ chăm hoa sóc rồi mẹ bứt hoa rồi mẹ hái rau, mẹ làm cứ làm cả ngày vậy á. Xong rồi bắt đầu mấy cha con là cứ mẹ chỉ chỗ này chuyển hoa qua này, chuyển hoa qua kia mà cứ tới luôn là một tuần nào con về hay là lần nào con về là cái vườn nó cũng thay đổi, cái nhà nó sẽ thay đổi hoa chỗ này hoa chỗ kia. Sáng là sống động lắm. Là mẹ chồng con cứ sai cha chồng con vác cái bình qua đây chở cái một bình bông được qua kia hoài vậy luôn đúng không? Cứ có ba cha con là anh con tức là cứ vâng cái bình hoa lên phía trước xong đẩy bình hoa ra phía sau chuyển qua chỗ này chuyển qua chỗ kia vậy là đỡ cho con đó, coi như con chỉ chăm con thôi. Con với lại con thì ngồi đó nhìn phải chăm cho kỹ sợ té. Nhưng mà thường là những cái ngày mà em đi về á thì em có vô bếp để mà nấu ăn cho mẹ không? Dạ có. Bây giờ là em bây giờ, về là bây giờ là nấu ngon là để cho con dâu nấu. À bữa nay là cô chuyển nhượng qua luôn rồi phải không cô? Thì lâu lâu rồi cho nấu một chút chứ là nấu không ai giữ em bé. Giờ nấu ngon rồi. Rất tức là ngon. Ngày xưa nấu chưa ngon. Chưa ngon. Ngày xưa nấu món gì chưa ngon cô nhớ không? Nói chung là xưa đây nấu không à. Hồi xưa về cũng không có nấu luôn. Không nấu tại đây thích nấu đồ ăn. Thèm cái gì nói chung nấu. Là ở đây đi công tác suốt luôn á, khi một tuần mới về thứ bảy chủ nhật. Rồi giống như là con dâu nó ở nhà một mình, là chồng nó cũng đi theo á. Ở nhà thích đi du lịch lắm, thấy tội con dâu nó ở nhà nó giữ con tội nghiệp á. Cái thấy con ở nhà buồn với cho ông xã ở nhà tội quá, thôi đi cho con nó vui. Cũng khó quá Linh ha. Tại vì mẹ chồng với lại nàng dâu không có ở với nhau. Đúng nhiều rồi. Lâu lâu con mới về thăm.
cho nên là không biết là có xảy ra xung đột gì. Nói chung là không có xảy ra xung đột gì, cưng lắm luôn. Nhớ là hồi lúc mà mới đám hỏi á, là ở đây giống như là đi công tác, thấy cái gì chả cá ở Nha Trang á, rất là ngon. Với lại mua ghé Phan Thiết mua thêm cái gì tôm á con, bánh bột lọc, bánh bột lọc. Xong khi 5 giờ mấy, 6 giờ mấy, gần 7 giờ điện. Điện hoài, hai đứa nào bắt máy á. Rồi xong có tới 10 giờ nó mới điện lại, mẹ ơi mẹ gọi con gì á. Nói mẹ tính gửi cá, chả cá với để cho con mà thôi con bắt máy giờ mày không gửi luôn. Mày giận, giận luôn á, con nói chắc ngủ quên á con. Điện cũng 10 cuốc luôn á. Dạ, tại vì lúc đó là em đang báo cáo tốt nghiệp á. Làm khuya, con học khuya nữa, xong 2, 3 giờ sáng con mới ngủ. Mà thường thường ở trên Sài Gòn có sinh viên mà con ngủ trễ, con dậy trễ. Mà giờ nó mới 5 giờ mấy sáng, 6 giờ cái mẹ điện. Con đâu có biết gì đâu. 6 giờ mấy chứ không phải 6 giờ mấy. Xong rồi mẹ điện, xong rồi anh nhân viên ảnh điện luôn. Mà không bắt máy. Cái rồi cái mẹ giận. Rồi cái 10 giờ mấy gọi điện thoại cho mẹ. Cái mẹ lúc đầu mẹ giận, mẹ không thì bắt máy. Không thể bắt máy lại. Giận rồi. Quê chứ người ta cho cá mà gọi không lấy rồi quê chứ. Nói chung là quá. Cưng con dâu lắm luôn. Mới đám hỏi đã cưng rồi á. Thấy đi công tác thấy gì đẹp ha, thấy gì cũng mua cho con dâu hết á. Thì chứ chị thấy điều gì mình hợp với con dâu mình nhất. Nói chung cái gì cũng hợp, cái gì cũng yêu. Tại vì mê con gái. Mê con gái, mê làm đẹp ha. Mê làm đẹp. Thì thời trang nè ha. Thời trang. Ăn uống nè. Nói chung chắc không có gì không hợp á. Mà có giống như là muốn giống như chỉ con á, giống như hai vợ chồng của con dâu nè. Nói chuyện, hai đứa nói chuyện không có ngọt chút xíu nào á. Giống như em kể cho anh Quyền Linh nghe là kỳ mà em đi công tác ở Bến Tre, em dắt con dâu đi theo. Cái chân nó bị cái chàm đó, em đi dắt đi để chữa cái chân cho cha cho cháu. Rồi đi mệt tí con nó nói mướn khách sạn á. Thôi mẹ chỗ này thôi con mướn chung một phòng. Một phòng bự hai giường cho mẹ với lại hai vợ chồng nó ngủ chung. Nói thôi hai con ngủ riêng không chịu, nó ngủ chung với mẹ cho mẹ vui. Ngủ cái nửa đêm mình dậy mình ấy thấy hai tụi đó ngủ người đầu xong người cuối xong, không có ôm nhau gì trơn á. Ngủ như giống như là giận vậy. Nó ủa hai đứa bộ giận ấy, đâu có đâu mẹ, đâu có đâu. Ủa có ngại gì ngủ mà kỳ vậy. Ôi, nhiều khi mình ngủ trong cái giấc ngủ mình không có quản lý không được cái hành động của mình. Kể Bích Trâm nghe nè, vợ nằm đầu đây, chồng nằm đầu đây, xa như vậy đó luôn á, y chang vậy luôn. Hai người quay cái đầu quá, hai bên hai người xây cái mặt cái này cái gối chính giữa. Không có giận, không có giận. Quen rồi, tụi nó quen rồi. Cái bắt đầu cái kêu lại, đi lên xe nó còn hai đứa không có được ngủ gì đâu, phải hai không có tình cảm chút xíu nào á. Thế tao với ba mày không? Ôm nha, thằng eo ngủ mấy chục năm nay. Bay ngủ nghĩ sao đứa đầu là sao? Không phải, ngủ mình giống như hai cái gối nằm kế cũng được. Mà tại vì cái nằm vậy nè, mà hai cái mặt nó xây qua, đứa xây vô tường. Dạ, cái con nghĩ là nhiều khi mình ngủ rồi cái không, ôm lúc đầu thôi. Quen vậy rồi mà. Cũng hỏi luôn, dạ. Cũng hỏi con dâu nó vậy đó. Chừng nào tới công chuyện mới quay qua. Tại vì ở nhà con ngủ con cũng thấy vậy à. Con thấy hai vợ chồng ngủ cũng thoải mái lắm. Con cũng phần con ngủ, ổng ngủ sáng con chạy. Thấy ông đang ôm cái bờm, không đậu ôm con đâu. Nhìn mắc cười lắm kìa, nói hai chồng dạ. Ngủ gì vậy. Nó khác với vợ chồng người lớn ha. Dạ. Chồng người lớn đã ôm nha, thằng nào không. Còn ngoài ra thì khi mà cách xưng hô của hai vợ chồng này kia có ngọt ngào không? Không có ngọt. Nó ngủ vậy sao mà ngọt ngào được. Đúng rồi, không có ngủ ngọt quay hai giống đầu như là trận gối giữa mà thấy lấy gì ngọt. Giống như muốn lên chương trình để nói cho hai đứa con sữa. Nhưng mà sao tức là đó là mình đàm phán với nhau từ đầu hay là tự động đó vậy? Dạ kiểu như là hai vợ chồng quen nhau nhiều lâu quá, cái từ lúc mà ngọt ngào cái xong hai vợ chồng giống như thành bạn bè, cái anh em hay là lâu lâu tôi với bà vậy đó. Rồi có khi nào mà mày tao được không vợ? Mày tao rồi không có vợ không có gì vậy. Thật ra là nhiều khi bé với em không có thể hiện tình cảm ở ngoài thôi, còn những cái nơi mà thầm kín là nhiều khi đó, nơi thầm kín đó nó cũng ngủ riêng rồi đó. Trời ơi. Tại cái nói ủa hai chồng con có giận không? Tại nói ủa hai đứa có giận không? Nó dạ không có. Thấy nó đi chung bình thường, hai đứa nói chuyện bình thường. Nó ủa hai đứa ngủ gì vậy? Đứa nằm xây vô tường, đứa nhìn thầy xây bên đây lạ. Mà dạ. Nó cách xa như vậy, giống như cái giường anh đó. Hai chồng hay vậy là đó. Anh ở đầu xong em cuối xong đó. Vậy mà có con 3 tuổi rồi ngon rồi mà. Em nói con là em mới mắc cười anh Quyền Linh. Lúc mà em thích con gái lắm luôn á. Là nó là con gái nó đi siêu âm á. Là lúc nó gần đi công tác nó hồi đi đợi con về nó siêu âm coi nó báo tin cha con gái. Thì con nó nói mẹ ơi về nó nói mẹ con gái. Em chạy lại em hung quá trời luôn. Hung cưng quá trời cưng luôn. Nó thôi để mẹ đi chuyến công tác này về là mẹ đi Hàn Quốc. À, tại hứa là nếu con gái thì cho đi Hàn Quốc. Có con gái lắm hả? Phải lắm luôn. Anh thích con gái dễ thương mà. Thích con gái từ xưa tới giờ. Con gái tôi cưng dữ lắm luôn. Anh thích con gái lắm luôn. Đúng rồi, trẻ thêm đứa nữa cho bạn. Xong rồi, xong rồi anh Quyền Linh nó bắt đầu đi Hàn Quốc xong về. Về xong xuôi bắt đầu khoảng 2 tuần nữa con.
ở nhà tổ chức đi ăn sinh nhật gì đó, xong nó đang nó bao đau bụng quá mẹ, xong mới thôi đi vô khám rồi siêu âm lại là con trai. Rồi xong rồi tối tới nó mẹ con trai, chỗ em thấy em ăn không được luôn á, buồn. tại vì mẹ nghĩ là con gái, mẹ thích con gái quá, đang mê con gái luôn mà bây giờ con gái xong có chiếc Hàn Quốc. Đi về xong chuyện ba tuần á, cái mẹ nói chắc hai đứa gạt mẹ, chắc nó hai đứa này gạt mình chứ đâu á. Vậy cho đi du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà cô yên tâm đi, tại vì bé còn trẻ mà mình còn cơ hội có cháu mà. Cháu ra nó giống ông nội không thể nào. Vậy ông nội mê quá đúng giống không? Giống ông nội dữ lắm luôn, bây giờ nó giống trai ông nội dữ lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ mời cô Giao qua bên đây để mà trò chuyện thầm kín ha. Rồi mời em qua đây. Có chuyện thầm kín nữa hả? Dạ. Thật ra thì mời em qua đây là để nói chuyện thôi cho vui thôi, chứ tại vì bây giờ thấy mẹ với em á không có cái ranh giới giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn, cho nên giờ cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà em có giữ một cái chuyện gì đó trong lòng của mình mà mình chưa bao giờ mình nói với mẹ biết không? Dạ không, thì thật sự là cái chuyện mà em với mẹ là em cái gì em cũng kể cho mẹ nghe hết. Con trai mẹ sai em cũng mét mẹ luôn, cái gì mẹ chỉ thì ra anh, cái cho nên là anh sợ em lắm. Chồng em cứ lúc nào cũng sợ em, kêu thôi đừng có mét nha, đừng có mét nha, cứ mét hoài à. Nhưng mà tại vì em thích em kể cho mẹ nghe, xong rồi mẹ chỉ em cái này con phải làm vậy nè, con làm vậy nè. Với lại mẹ là lúc nào cũng kêu em lúc nào cũng phải đẹp lên, diện lên, chứ đừng có nghe lời ai mà em như vậy anh phải đẹp, anh mới thương hay này kia, em sao cũng được. Nhưng mà không, mẹ kêu đàn nữ mình lúc nào cũng phải đẹp lên, đẹp đàn ông mới mê nha con. Mẹ tâm lý ha. Vậy là mẹ ở nhà hai mẹ con với nhau là thường là rủ nhau đi làm nail nè, làm tóc nè, cái đó là mẹ rủ em hay là em? Dạ mẹ rủ, nhiều khi chồng em không thích em nhuộm tóc á, xong rồi em không có đi, em cứ để vậy, cái xong mẹ đi, mẹ bảo kê con đi, mẹ dẫn đi, xong mẹ đi làm, mẹ dẫn đi làm tóc, mẹ dẫn đi nhuộm. Chứ hồi đó em cũng không có nhuộm, sau này em mới nhuộm rồi em mới làm nail làm móng, chứ hồi đó em không có làm gì hết á. Đi về với mẹ mẹ mới sửa soạn, mẹ kêu chở cái con này đẹp mà không có chịu diện gì hết, mẹ dẫn đi rồi mẹ mua đồ. Đồ tất cả là mẹ mua hết luôn. Dạ đừng nói áo dài này mẹ mua luôn nha. Dạ mẹ mua luôn. Mới vậy luôn hả? Mẹ đi lựa xong rồi mẹ mua. Nhưng mà có bao giờ em như vậy xong rồi cái em ý lại mẹ không? Tại vì giống như là mình biết là mẹ yêu thương mình, chăm sóc cho mình rồi, cứ lo cho mình rồi, để cho mẹ cứ lo như vậy mà mình không có tự giác không? Dạ không, em vẫn đồ, em vẫn theo sở thích của em vẫn mua, em vẫn phải chăm sóc. Tại vì mẹ thương thì những cái tình thương của mẹ là giống như là mẹ yêu em, mẹ thương em như là con ruột á, thì em cũng sẽ chăm sóc mẹ. Với lại cái việc chăm sóc bản thân là mình phải chăm sóc rồi. Nhưng mà hồi nãy á có cái đoạn mẹ nói là biết tin á có con gái, mẹ nhào tới mẹ ôm em, mẹ hung quá trời luôn. Vậy thì khi mà đi Hàn Quốc xong về có một hai tuần sau phát hiện ra là con trai hả, nhưng mà mẹ buồn, nãy mẹ nói mẹ buồn như vậy, dù sao thì là cháu trai cháu gái gì vẫn là cháu của mình, nhưng mà tại vì mẹ tâm lý là mẹ thích con gái rồi, bây giờ tự nhiên cái mình con trai như vậy thì cảm xúc của em lúc đó sao? Dạ cũng em cũng kiểu em vô tư á, em cũng không có nghĩ gì hết á. Mẹ buồn thì em cũng không có tâm sự gì nhiều, em cũng không có dám tới em nói em xin lỗi hay gì hết á. Lúc đó mẹ đang là kiểu giống như mẹ bị hụt hẫng như không, lúc đó phải nhào tới ôm mẹ nè, nói kêu là mẹ chờ con đi, vì mình đẻ em trai xong rồi cái mấy năm sau có mình thêm đứa em gái nữa. Dạ thì cũng có nói á, rồi kêu để tụi con ráng để cho mẹ đi cho ráng, đẻ chứ ráng là ráng làm sao, giờ đẻ thêm cho mẹ ba của con chúa nữa. Dạ dạ cô, còn cô thì sao cô? Bé nói mình có cái chuyện gì mà hồi đó giờ chưa bao giờ nói cho bé biết không cô? Kiểu giống như là mình chưa hài lòng hay là mình chưa ưng bé ở chỗ nào á cô? Không phải không có hài lòng mà cũng như muốn căn dặn con, muốn chỉ điểm con một xíu. Giống như là ví dụ mà hai vợ chồng con đó, nó muốn mà có gây lộn gì á thì trước mặt mẹ thôi con đừng có gây, mẹ buồn. Với lại có đánh cháu thì đừng đánh trước mặt mẹ, vậy thôi. Nhưng có bao giờ đánh trước mặt mẹ chưa? Chưa, em dặn trước rồi, anh Nguyên Linh, em dặn trước rồi, em nói con, nói với con trai trước chứ không nói con hai chồng con mà có gây lộn, đừng gây lộn trước mặt mẹ, mẹ buồn nha. Rồi nói đánh cháu đừng đánh trước mặt mẹ, cứ giận hay lâu vô nhà tắm đánh gì đánh. Chứ đừng... Có không em? Có chị. Có đánh hả? Có đánh không? Đánh thì là em la nó, xong em đánh nó thì ở nhà hai mẹ con thôi, chứ có mẹ em không dám đánh trước mặt mẹ đâu. Em dẫn nó vô nhà tắm em xử. Trời ơi, dẫn vô nhà tắm xử. Hay ghê đó, mẹ thấy không? Bữa nay lộ ra rồi đó. Không thì ai cũng đánh á, mà giống như được tránh tránh một chút xíu. Đánh xíu. Mình xót á. Thì giữa mẹ chồng nàng dâu rất là trẻ trung.
mẹ chồng cũng còn trẻ mà con dâu lại càng trẻ hơn nữa. Vậy thì là chúng ta rất là thuận lợi trong cái việc nói chuyện với nhau, đúng rồi, đúng không, hiểu nhau, thông cảm nhau. Chứ nếu mà khoảng cách thế hệ nó xa quá thì thật ra khó, rất là khó nói chuyện với nhau. Vậy thì mẹ có khi nào xem con dâu như người bạn tâm sự tất cả mọi việc của con dâu mình không? Nói chung là có dạy con ấy giống như chồng, hai vợ chồng, ví dụ con ở nhà là lúc nào cũng phải xinh đẹp, giường cổ rồi sạch sẽ, giống như là dạy con, giống như dạy con gái vậy thôi. Tâm sự nói chung là đi siêu thị cũng hai mẹ con, đi gội đầu cắt tóc làm móng tay móng chân cũng hai mẹ con, y như hai mẹ con vậy, chứ không nghĩ là con dâu, tại vì rất là thương. Cái này cái nết của bé Nhi rất là dễ thương, chồng nói chuyện mà không có vui hay nó cũng nhịn nữa, thương thương đó, hiền mà giống như là tiết kiệm, biết lúc mà đám hỏi rồi cái nó qua chơi, con dâu qua chơi cái em mới nói thôi mẹ đưa cho con tiền con đi chợ thử với nhà coi cô nàng ta đi mua gì. Đi chợ anh nhìn lên biết mua có 100 ngàn à, có 100 ngàn em đưa 500 mà đưa có 100 ngàn tiết kiệm là mua cái đùi gà, đùi gà cái này xào mặn xong rồi mua ra muống với miếng thịt bò về xào ra muống rồi lấy cái nước đó làm canh, đưa có 100 ngàn đưa về 400. Nhà bốn người, hai vợ má chồng ba chồng với hai chồng nữa, đứa con mua có cái đùi gà xong rồi luộc lên lấy ra muống, luộc lên lấy đùi gà chắc bầm ra quá không, đùi gà thì xào mặn ra mặn xong rồi mua miếng ra một lạng thịt bò xào với ra muống lấy cái nước làm canh. Cái em mới nói trời thôi được, con dâu này mẹ chịu á, mẹ chịu, giáo biết tiết kiệm, khéo khéo. Em tiết kiệm hay là tại vì em không biết nấu gì hết nên em mua đại? Dạ không, tại vì hồi đó giờ em đi mua đồ là em quen em canh, giống như là bốn người là ăn khoảng bao nhiêu. Còn về mẹ là mẹ cũng mẹ thích ăn đồ ăn nhiều, cho nên là đi lâu mẹ cũng nói trời cái con này nó mua đồ ăn nhiều một cái chút xíu à. Rồi qua đây con gái, công nhận là rất là hiền nè, ngoan lắm, tiết kiệm nè, thương cái nết á. Anh thật ra bữa đó con biết mẹ chồng con thử con không? Dạ không, con vẫn bình thường. Thật ra là nếu mà chúng ta được một con dâu tiết kiệm vậy, rồi ngoan hiền, rồi xinh đẹp vậy thì đó là hạnh phúc con gì bằng, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ xin cho một đứa cháu trai, thật ra là tại vì chị thích con gái thôi chứ thích nếu mà con trai bây giờ cũng hơi quá trai mà là đầu tiên để thêm gái nữa là điểm 10 luôn. Thì đó. Con trai nó nói mẹ sao lạ, tự cháu nội đích tôn sao mẹ lại ấy, nó không phải tại mẹ ước con gái. Ước con gái. Thôi kỳ này ráng đẻ cho mẹ chồng ước con gái nữa ha. Dạ. Là coi như con có 10 điểm là đi Hàn Quốc đi đâu cũng được hết trơn. Muốn đi đâu đi. Đi Mỹ luôn. Đúng rồi. Như vậy thì mẹ mình có đầy đủ điều kiện nè. Rồi mẹ mình lo cho mình hết nè, cái gì cũng lo cho, có bây giờ con nghĩ lại cái điều đó. Dạ không, hồi đó giờ là con ở với ba mẹ con cũng không có gọi là kiểu chăm, nhưng mà không vừa chăm vừa thả, là để cho mẹ không có, ba mẹ không có cho, mình phải ý lại, lúc nào cũng phải sống tự lập hết. Cho nên từ hồi xưa giờ con quen cái kiểu đó rồi, giờ ba mẹ lo thêm, ba mẹ thương thêm thì con mừng thôi, chứ con không có phải như vậy mà con ý lại là rồi, con không... Nói thương không, ba mẹ thương thêm con mừng thôi, còn thêm thêm thì khó chịu thôi. Thì thật ra là bé Nhi là xuất thân từ dưới quê, cho nên là mọi thứ là ba mẹ dưới đó là thường hay chỉ cho mình cái sự tự lập á, cho nên là bé Nhi nó cũng không có ỷ lại. Mà bây giờ là hỏi thiệt nè, em có cái dự định nào để mà sinh thêm em bé nữa chưa? Dạ cũng có, tại vì cũng coi năm coi thời để sinh em bé cho hợp tuổi, cũng hai năm nữa. Bây giờ nói chung là không có tạo áp lực cho con, giờ con trai con gái gì cũng được, giống như mẹ thích con gái vậy thôi, chứ cháu mẹ con trai mẹ cũng mê. Sẵn đây cái chương trình này cũng cảm ơn anh chị Xui sanh đứa con dâu dễ thương. Thay vì mình sanh con gái thì có con dâu này quá dễ thương, quá đẹp mà ngoan hiền, rất là thích. Thì con cứ muốn mẹ cứ lúc nào cũng vui vẻ, thứ nhất là mẹ phải mạnh khỏe, thì mẹ lúc nào cũng bên tụi con, lúc nào mẹ cũng nói với tụi con là có ba mẹ, ba mẹ là bệ đỡ phía sau, thì lúc tụi con mới thành công được. Cho nên lúc nào con cũng mong ba mẹ với ba lúc nào cũng khỏe mạnh, bệ đỡ cho vợ chồng con, đúng không? Nói nghe xúc động quá, em muốn khóc rồi lắm. Rồi mẹ muốn nói gì với con? Như mẹ cũng cảm ơn con đã giống như là sanh cho mẹ một đứa cháu nội, giống ông nội, giống ông xã con. Và mẹ cũng muốn là hai vợ chồng con là yêu thương nhau, rồi cố gắng để nói cái nghiệp cái mỹ phẩm cho mẹ dạng dĩ lên để live stream bán hàng cho mẹ. Mẹ giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ cũng đi thị trường, mẹ cũng đi mệt. Anh Linh em đi mười mấy năm nay rồi, bây giờ em cầu mong ước mong cho con dâu nó nói nghiệp, nó thay mình nó làm là em mừng, rồi mở thêm nhiều cái chi nhánh cho em vui, sanh cho em thêm đứa nữa.
Trời ơi, thương quá. Không đem gì cho bà nội nuôi thấy không? Xin thêm đứa nữa. Em với chị Xui có nói rồi, nếu mà con gái thì em nuôi, em lo hết từ A tới Z luôn. Còn con trai thì bên kia lo. Dạ, chương trình cũng có món quà tặng cho cô với lại bé Nhi luôn. Dạ.